khác với 3 năm trước, ở phiên bản 2012 này, hành trình kết nối những trái tim có rất nhiều sự đổi mới với chủ đề kết nối trái tim và cùng hướng về biển đảo quê hương. 7 thành viên sẽ được đưa đến một hòn đảo. Họ sẽ có một khoảng thời gian hơn 3 tuần cùng nhau tham gia các hoạt động xã hội, cùng nhau trải nghiệm, cùng vượt qua những khó khăn trong hoàn cảnh sinh hoạt thiếu thốn. Và tình yêu giữa họ sẽ được nảy sinh như thế nào? Liệu mỗi thành viên có tìm được một nửa của mình để ra về tay trong tay hạnh phúc? Chúng ta hãy cùng đến với đảo tình yêu. Ở hành trình lần này, 7 thành viên nào sẽ xuất hiện trong chuyến hành trình trải nghiệm và tìm kiếm một nửa đích thực của mình? Xin chào tất cả các bạn, mình là một trong những thành viên mới của chương trình Hành Trình Kết Nối Những Trái Tim. Và biệt danh của mình là Bồ Nông. Đây là một loài chim có thể là vừa săn mồi được ở trên cao và vừa săn mồi được dưới nước. Mình sẽ tìm kiếm được một tình yêu chân thành nhất. Hơi văng văng. Chào tất cả các bạn, mình tên là Nguyễn Hùng Dũng. Năm nay mình 29 tuổi, hiện đang sống tại thành phố Vũng Tàu. Và cái kỷ niệm sâu sắc nhất của mình cũng như với gia đình mình là được tham gia vào cuộc thi gia đình tài tử. Và gia đình mình đã giành được giải nhất trong cuộc thi ấy. Tham gia vào hành trình đảo tình yêu năm 2012 thì điều mà hy vọng rằng sẽ tìm được một nửa của chính mình. Xin chào các bạn, mình tên là Nu, thành viên kế tiếp của chương trình Hành Trình Kết Nối Trái Tim. Thì mình là một huấn luyện viên dạy võ vô Việt Nam, việc bổ đạo. Thì anh sắp sửa tham gia Hành Trình Kết Nối Trái Tim. Và mục đích của anh là đi trải nghiệm cuộc sống, thứ hai là tìm một nửa của mình. Anh hy vọng là chuyến đi sắp tới của anh sẽ tìm được một nửa của anh. Đã lâu rồi anh không còn gọi cho em. Mình là Cây, sở thích của mình là thích đi khám phá đâu đó. Mỗi lần mình đi khám phá đâu đó là mỗi lần đó là mình có được một cái tác phẩm của mình. Quá Rô Vô được hình thành lên là một lời hứa từ năm xưa. Mình quen cô bạn gái được 6 năm. Nhưng mà khi cuộc sống nó tiến tới về phía trước nữa, cô bạn gái này cần một tương lai vững chắc hơn. Quán này là một cái kỷ niệm đối với mình và người con gái mà năm xưa mình đã quen. Tạm thời thì mình phải xa quán Rô Vô một thời gian để tìm được một nửa của mình và để tham gia hành trình ra côn đảo. Chào mừng các bạn đến với Hành Trình Kết Nối Những Trái Tim 2012, đảo tình yêu. Khác với hành trình của 3 năm trước, ở phiên bản mới, đảo tình yêu này, 7 thành viên sẽ có hơn 3 tuần trải nghiệm trên đảo trong một ngôi nhà thô sơ, không có tiện nghi do chương trình cung cấp. Các bạn đã đến côn đảo và đây là nhiệm vụ đầu tiên cho các bạn trong hành trình này. Mở các bạn lên xe. Chào mừng bạn đang đến với đảo tình yêu. Bây giờ bạn hãy tìm đón cô gái có cẩm ô đang chờ bạn trên đường cỏ ống về trung tâm. Hành trình của bạn sẽ bắt đầu với cô gái ấy. Chúng ta hãy cùng xem các chàng trai có nhận ra điều bất ngờ gì dành cho họ. Anh trong nhóm 4 người của những chàng trai trong hành trình kết nối trái tim và nhiệm vụ đầu tiên là tìm ra em với một chiếc ô và muốn mời em lên hành trình cùng với lại. Thì bây giờ các bạn giới thiệu đi. Mình là Cà Phê. Cà Phê. Yep. Còn bạn? Mình tên là Nu. Nu à? Nu nào? Nu nóng. Còn bạn? Tên là Cây. Cây hả? Mà mình là Bồ Nông. Còn bây giờ thì mình sẽ có một nhiệm vụ quan trọng hơn nữa. Đó là mình sẽ tới điểm đầu tiên mà mình sẽ gặp thử thách đầu tiên. Còn mình ra xe luôn ha. Nha. Yeah. Ok,
Côn Đảo là một hòn đảo nằm ngoài khơi tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, được các nhà khoa học thế giới xem là một trong 20 hòn đảo chứa đựng nhiều bí ẩn với hệ sinh thái độc đáo và những loài sinh vật quý hiếm. Tới Côn Đảo, bất cứ ai cũng đều kinh ngạc với hệ thống nhà giam chuồng cọp khét tiếng dã man đã trở thành nhà tù giam cầm những trái tim yêu nước Việt Nam trong suốt hai thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Những điều linh thiêng vẫn còn đó, nhưng Côn Đảo ngày hôm nay đã trở thành một thiên đường nơi hạ giới. Với những bãi tắm còn hoang sơ, những vách núi sừng sững bên bờ biển khiến ai đã đến một lần đều khó có thể quên được. Rồi, chúng mình thấy gì chưa? Mà 4 chiếc xe. Cái này sẽ là phương tiện di chuyển của chúng ta trong suốt thời gian chúng ta trên đảo. Còn bây giờ kết quả như thế nào và mục đích mình đi đến đâu như thế nào thì các bạn đợi Phương chút xíu. Sao tiên nó cao quá? Chúng mình ngồi ngoài sau được quá. Biểu diễn à? Chạy xe thử chưa? Rồi. Ổn chưa? Non hơi. Bây giờ các bạn muốn đi bộ không đi xe đạp? Đi bộ đi cho nó lạ. Giờ mình đi bộ đi ha. Thôi đi bộ đi, cái chỗ này không đi xe đạp được đâu. Đi 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 đi, chết luôn. Bây giờ mình sẽ đi hết cái con dốc này. Cái con đường mà Phương dự tính các bạn đi sẽ khoảng cỡ nửa tiếng. Hy vọng là các bạn sức bền bỉ sẽ đi được nhanh hơn chút nữa, tại khoảng gần 600m. Bây giờ mình leo xuống đỡ đi ha. Các bạn cứ yên tâm, sau một quãng đường khó khăn sẽ có những điều bất ngờ và hạnh phúc ở phía dưới. Mai Phương đang muốn đem đến cho bốn chàng trai điều ngạc nhiên gì nữa? Ba bạn nữ đang có mặt dưới đoạn đường xuống vịnh dài 600m. Hay lại một MC từ chương trình đang chờ đón các bạn? Đây, cái nhà của mình nè. Phương nói cái tên là chị Phương vô ơi. Thưa quý vị và các bạn, quý vị và các bạn đang đến với phiên bản mới của hành trình kết nối những trái tim năm 2012. Năm nay của chúng ta với chủ đề là đảo tình yêu, thì các bạn khi tham gia chương trình các bạn sẽ được đi rất là nhiều những cái vùng đảo khác nhau của đất nước Việt Nam. Và nơi đầu tiên mà các bạn đặt chân đến đó chính là Côn Đảo. Nè, một cái điều đặc biệt đó của hành trình kết nối trái tim với hành trình đảo tình yêu kỳ này là chương trình sẽ chuẩn bị cho các bạn tất cả những vật liệu nè, gạo nè, dầu, muối, gia vị nè, rồi áo, rồi sổ, tất cả mọi thứ nội như son chảo. Còn bây giờ, thưa mấy các bạn rằng mình xin lỗi, mình không phải là thành viên của chương trình. Sẽ có những bạn nữ khác còn dễ thương và duyên dáng hơn là hành trình. Sau lời tuyên bố, Mai Phương không phải là thành viên chương trình. Tương đối nha. Bốn chàng trai nhanh chóng chuẩn bị bữa ăn đầu tiên để chào đón các thành viên nữ. Kiếm đậu như gì nè, bốn cái, ba cái gì nè. Không, anh đổ cái đầu lên. Trời, một phi người. Nhà đốt. Nhà đốt cái đầu đây. Hai que. Chỉ được cung cấp 10 que diêm cho việc tự nhóm lửa để nấu ăn. Nhưng Cây và Bồ Nông vẫn tỏ ra ung dung với việc có cây đèn dầu để giữ lửa. Nhưng... Loáng một cái đã mất hết đến 7 cây diêm. Đến lúc này cả hai anh chàng mới bắt đầu căng thẳng. Tới lượt Nu cũng nhảy vào. Cái này nó mới. Chết. Bật lên nữa. Đó. Ở trong 4 phần mì sẽ có 3 tấm hình thôi. Và khi mà các bạn dỡ ra đó chính là 3 cô gái sẽ tham gia hành trình với các bạn. Nhưng mà trong đó thì có một phong bì không có hình ai hết. Thì 3 bạn mà dỡ được 3 tấm hình thì 3 bạn sẽ là người đi đón 3 cô gái của mình. Còn bạn nào mà không có hình á thì ở nhà nấu cơm. Nu bốc trúng ngay hình ảnh một cô gái xinh xắn với cặp mắt kính. Bạn này có hình rồi. Bồ Nông bốc trúng hình một cô gái có mái tóc dài duyên dáng. Cà phê cũng bốc trúng hình ảnh một cô gái rất ấn tượng với chiếc răng khểnh xinh xắn. Người không may mắn lần này chính là chàng Cây. Em không có hình. Không có hình. Bây giờ không biết là nãy bạn rút tấm hình qua, nhưng mà trong 3 cô này bạn thích cô nào nhất? Hãy cùng xem các anh chàng đã chọn được những cô gái nào. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Cái này thông minh. Em bốc hình này, em chọn hình này. Ê, cũng thích. Vậy là hai bạn có chung một sở thích. Còn bạn? Thích bạn đã một kiến. Cái nhìn đầu tiên thì em nghĩ là rất
bạn ấy rất là hiện đại. Nhìn từ cái tóc rồi cách trang điểm trên tấm hình thì rất là hiện đại. Bạn gái em bốc thăm được thì chắc bạn gái cũng đầy cá tính. Đặc biệt là bạn gái có cặp mắt kính rất dễ thương. Cả hai bạn còn lại ai nấy đều rất là dễ thương. Nhận được một chiếc phong bì không có hình, chàng nghệ sĩ saxophone đành phải ngậm ngùi ở lại nhà hồng chuẩn bị bữa ăn trưa. Những chàng trai còn lại đều rất phấn khích với việc leo ngược con dốc để đón các thành viên nữ. Nhưng mà thắng không có ăn làm sao mà chạy. Ba thành viên nữ đã xuất hiện. Áo đỏ của hai, của cà phê là của nâu đây. Anh đi để đón các em vào ngôi nhà màu hồng. Định làm cho các cô gái bất ngờ. Khoan các bạn, đợi tụi mình chút xíu. Nhưng vừa xuất hiện đã khiến ba chàng trai lúng túng. Hãy cùng ngắm các cô gái xinh đẹp của chúng ta để biết họ là ai. Chào tất cả các bạn, nickname của mình là bé Xoăn vì mọi người thấy tóc mình xoăn. Người ta thường hay nói là con gái Úc trong một gia đình thường là yếu đuối và nhõng nhẽo. Nhưng mà ai nói con gái là yếu đuối, con gái thật sự là rất là mạnh mẽ và nghị lực lắm đó nhé. Sau chuyến đi này mình có thể trưởng thành hơn, mình cũng có thể tìm được một nửa thực sự của mình. Xin chào các bạn, mình tên là Siêu. Năm nay mình 19 tuổi, mình rất vui khi được tham gia chương trình Hành Trình Kết Nối Những Trái Tim. Mình nghĩ rằng là có duyên sẽ đến được với nhau và mình tin đây là cái duyên đầu tiên mà mình đón nhận được nó. Mình mong rằng sau chuyến đi này mình sẽ tìm được một nửa của mình và sẽ khám phá được nhiều điều thú vị trong cuộc sống. Xin chào các bạn, mình là bé Gạo, mình sẽ là thành viên tiếp theo trên Hành Trình Kết Nối Những Trái Tim. Mình rất là thích vẽ tranh, vì mỗi lần vẽ tranh thì mình cảm thấy rất là thoải mái, rất là yên bình. Mình thích sự pha trộn nhiều màu sắc của những bức tranh, và mỗi lần vẽ xong một tác phẩm thì mình cảm thấy là cuộc sống này dường như đẹp hơn và mình cảm thấy yêu đời hơn rất nhiều. Cùng nhau ra đảo trong một phiên bản mới của Hành Trình Kết Nối Những Trái Tim. Không TV, không điện thoại, không khách sạn, không có tiền. Chỉ được cấp các nhu yếu phẩm cần thiết, tối thiểu và ở trong một ngôi nhà đơn sơ. 7 thành viên sẽ cùng xoay sở và tìm cách giải quyết ra sao. Họ sẽ cùng nhau khám phá côn đảo với những dấu tích kinh hoàng còn lại của những nhà tù thực dân đế quốc thế nào. Ai sẽ đến với ai trong hành trình tìm kiếm một nửa của mình? Chúng ta hãy chờ đến phần 2 của Hành Trình Côn Đảo với tựa đề Ai Cũng Tốt.